đến kênh của mình. Hôm nay mình sẽ ăn cua biển thật là ngon và to. Thật to nhé. Các bạn có thấy con cua của mình có to không nào? Bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn nhé. Rồi mình nói cảm giác. Nếu cứng quá thì các bạn hãy bảo ba mẹ giúp dùng nhé. To thế. Một cái này. Một cái này. Bố bắp cho con. Con nữa ấy. Ngon không? Có. Wow, ngọt cửa trời. Cho các bạn ăn. Mình sẽ bảo ba mình bấm nốt cái càn này ra để bóc cái càn này ra để ăn thêm chiếc càn thứ hai nhé. Giờ này mình xem nào. Tàu dữ vậy trời. Rồi ba bóc cho cho. Được không?
Rồi bây giờ ăn thôi. Đâu đâu. Ngọt không? Có ngọt không? Rồi ăn phải hết cái càng luôn. Bây giờ mình sẽ ăn đây. Cho nhé. Chào các bạn, mình bây giờ video đấy nên đến đây là hết rồi. Mình sẽ cho anh chị ăn nốt cái cua này. Mình không ăn nổi nữa thôi. Các bạn hãy nhấn nhược like và lúc na để xem đăng ký kênh của mình nhé. Thank you.